Hello các bạn, bây giờ là mình sẽ đi xem một cái căn nhà mẫu, nhà single, nhà trệt thôi, không phải nhà lầu các bạn. Đây là một cái mẫu căn nhà của công ty Nostra, đang mở. Có thể là mình sẽ xin vô trong đó mình xem. Bây giờ review nhà cho các bạn xem rồi các bạn cùng mình nhé, đi đó xem cái căn nhà này. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong cái ngôi nhà này. Cửa phòng khách thì là một cái cửa đơn. Rồi, cũng khá tương tự với những cái mẫu nhà trước đây mình chia sẻ. Điện, hệ thống điện tự động bật lên. Bên phải đầu tiên bước qua là một cái phòng phòng sinh hoạt, phòng khách các bạn. Đây, nhà trệt thì nó khác với là cái nhà lầu ha. Nó sẽ nhỏ gọn hơn, ấm áp hơn. Cửa sổ họ được làm một cái cửa sổ ba hai cánh mở lên xuống chút xíu, lấy ánh sáng từ bên ngoài vô đủ sáng cho cái phòng này. Và bên kia cũng có một cái cửa sổ nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ đi xuống. Cái đường hành lang thì cũng khá là rộng, khoảng gần 2 mét, khá là rộng. Bên trái này là cái cửa gara. À, bây giờ hiện tại là người ta đang làm việc bên đó, gọi là cái văn phòng. Nhưng mà cơ bản là khi mà chúng ta ở cái nhà chúng ta ở đó, đó là cái gara. Rồi cái tiếp theo là một cái phòng ngủ các bạn. Phòng ngủ, có thể phòng ngủ chính cho chủ nhà. Đúng rồi, có thể đây là phòng ngủ chính của chủ nhà. Ở trên trước đầu giường là một cái hàng cửa sổ, cửa kiến sáng xuống. Cái này ngủ nướng rất là khó, nhưng mà bây giờ là cái này hướng này là hướng trưa và mặt trời chiều, ngủ nướng buổi sáng cũng được. Đây là bây giờ nắng chiều đó các bạn. Đây đằng sau, ở phía trước của cái phòng ngủ chính là một cái giày học đựng đồ đạc, giống như mỗi cái căn nhà khác mình review. Bên hông của cái phòng ngủ á là cái khu vực rửa mặt, xin rửa mặt này. Rồi phòng tắm này cũng khá là lớn, có thể là 1 mét rưỡi, 1 mét, 1 mét rưỡi hình chữ nhật. Đây là cái toilet. Nhà trệt thì nó nhỏ gọn hơn. Rồi bây giờ là mình sẽ xuống tiếp tục tới là phòng bếp. Đây là cái gian bếp. Nhà này cũng khá là ấm áp. Mình nhìn vô cái căn nhà này khá là ấm áp các bạn. Nền họ thiết kế bằng cái nền đá gạch á, không lạnh lắm nha. Nền bây giờ thì họ làm nền trệt, không giống như những cái nhà cũ trước đây họ làm cao hơn mặt đất, thì cái nhiệt độ ở dưới nó lạnh hơn, nó lồng lên khá là lạnh. Bếp, đây là cái bếp nè. Họ lấy ánh sáng từ bên ngoài. Bây giờ họ tận dụng rất là nhiều thứ ở đằng dùng ánh sáng mình như thế này để vô trong cái không gian của mình. Ở Việt Nam bây giờ nó có thể nhà chúng ta có thể làm cái phòng bếp đó ngay cái góc bếp, thì cũng thiết kế như thế này, một cái không gian trống như vậy để lấy ánh sáng vô, khỏi tốn điện đúng không, mà lại nhìn ra được bên ngoài nữa, khá là đẹp. Cái nào hay thì mình copy thôi. Đây là cái quầy, khu vực quầy bar, bàn ăn ở trước kia. Đó, cái này đó là mình làm sắc rau củ quả rồi mình nấu ăn bên cạnh, rồi bàn ăn bên này. Kề cận cái bàn ăn là cái phòng sinh hoạt gia đình. Đó, ngồi chơi xem phim rồi ở đây luôn. Thấy không? Rất là thoáng đãng, rộng rãi, thoáng đãng. Phòng ngủ nó ra phòng ngủ, phòng ăn nó ra phòng ăn luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vô hướng này. Đây là có thể là hướng về phòng giặt rồi. Dạ đúng như vậy các bạn, đây là phòng giặt. Phòng giặt cũng có một cái sink như thế này để giặt những cái nhỏ nhặt nhất. Rồi mình sẽ đi ra, tại vì phòng giặt nó không có gì để mà mình quay hết.
dưới này đó, đây dưới không góc dưới này đó, giữa cái phòng ngủ chính của chủ nhà có thể là ở trên đầu đầu của cái căn nhà, nhưng bắt đầu từ 2 phòng 3 đi về sau, từ cái góc bếp ở đây đó, từ góc bàn ăn đó, thì bắt đầu là phòng ngủ dành cho những người còn lại trong gia đình, con cái rồi đó. Mình sẽ đi vô trong cái khu vực này, nó riêng tư hơn nè, đó. À, bên này có một cái góc, điện cũng tự động bật luôn. Cái ghế ngồi làm gì trong này thì không không biết, nó khá là hơi thừa. Nếu mà ai thiết kế thì thiết kế kiểu khác. À, rồi phòng ngủ đầu tiên các bạn, phòng ngủ cho những người thân trong gia đình đầu tiên, phòng ngủ và có luôn luôn có cái tủ ha. Bên này là luôn luôn có những cái tủ âm để đựng đồ đạc đó. Nếu mà không có cái toilet phòng tắm thì phải bắt buộc phải có, ngủ là phải có cái phòng tủ đựng đồ. Hai bên đây là những cái tủ đựng đồ chung của ba cái phòng ngủ này. Rồi bên trái bên phải đầu tiên là một cái ta nhà tắm. Đây là nhà tắm đứng khoảng gần một mét vuông. Phòng tắm bên này như đó thôi, gọn gàng vậy thôi. Kia là một cái phòng bồn tắm nằm. Đây là xin rửa mặt. Hệ thống nước nóng lạnh ở đây họ làm hết rồi. Rồi tiếp tới dưới này là một cái toilet. Toilet này cũng là toilet chung dành cho ba phòng. Ai ở trong cái phòng này thì ba người vô toilet thì nó hơi ồn chút xíu, vô nước vô đồ. phải chấp nhận, thương đâu nhà gần nhất. Đây là cái phòng ngủ, lấy ánh sáng từ bên ngoài vô ấm áp. Và đây là cái phòng ngủ cuối cùng, cũng có ánh sáng từ bên ngoài. Nền thì họ lót thảm các bạn, trong cái dãy đi này nè thì họ lót thảm ấm. Nhà này khá là ấm luôn, nhỏ ấm áp. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ha, mình đi ra ngoài. Cửa được là cửa kéo, kiểu cửa kéo slide trượt đó. Rồi ở bên ngoài thì nó có một cái góc để họ để một cái bàn để mà gia đình ra ngoài này ngồi chơi uống trà cà phê thích. Thậm chí có thể là có người hút thuốc, họ ra ngoài họ hút thuốc barbecue, họ ra ăn uống ngồi trời ngoài này. Đây là cái sảnh chung. Ở sau lại còn có một phần đất trống nữa. Đây còn một cái dãy đất trống này họ thiết kế bằng cái thảm cỏ giả xanh. Nhà mình đây là mình đang ở phía sau của cái căn nhà này. Nhà trệt các bạn. Sau khi mà mình đi coi cái nhà lầu á, những cái nhà lầu nó đẹp á, nhưng mình đi tới coi cái nhà trệt lại á, nó hơi có một cái gì đó nó hơi hụt hẳn một chút xíu. Nhưng mà cũng không phải chấp nhận thôi, tại vì hai cái giá trị nó khác nhau. Hụt hẳn là gì? Giống như là nó mình lên tới mức cao của căn nhà đẹp á, thì mình coi là những cái căn nhà nó đơn giản hơn thì nó hơi buồn hơn chút xíu thôi. Nhưng mà mình đi xem mà. Rồi bây giờ là không gian này cũng rất là đẹp rồi. Nhà ấm áp, màu thì cũng màu xám, trắng xám. Ánh sáng thì họ cũng lấy từ những cái cửa sổ bên ngoài. Cửa sổ nhà này nó có viền một ít là màu đen, làm cho nó nhấn thêm cái tông màu nó cảm thấy nó mạnh hơn một chút xíu. Nhưng mà màu đen nhiều quá thì nó làm mấy căn nhà mình nó sẽ tối và sẽ tốn nhiều cái điện, năng lượng điện nhiều hơn. Mà cảm thấy cái nhà nó không có rộng, khá là đẹp. Nhưng mà có thể căn nhà này cũng vừa túi tiền thôi. Những người nào trẻ
có thể làm việc vài ba năm, bên này tích lũy hai vợ chồng thì cũng có thể mua được cái căn nhà ưng ý như thế này các bạn. Không quá khó đâu, ở sống ở Úc không quá khó để mua một cái căn nhà nếu chúng ta biết làm rồi tích lũy hai vợ chồng. Nếu mà hai vợ chồng trẻ mà chưa có con làm, chịu khó làm khoảng 5 năm là mua được căn nhà. Mua được trước là chúng ta có được khoảng 1 phần 3 số tiền. Hai vợ chồng kiếm khoảng 100 ngàn, 250 ngàn đi. Thì chúng ta vay thêm ngân hàng nữa 3-400, 2-300, 3-400 gì đó. Chúng ta sẽ mua được một cái căn nhà ưng ý cho cái cuộc sống của mình, một cái tương lai vài chục năm cả đời của mình. Với những cái căn nhà trước đây ở những cái vùng cũ thì do mình nhiều khi những người mới qua không có rành hay là mình thích sống gần những cái khu mà có gần người Việt hay là những vùng cũ là đông dân đó. Nhiều khi đi ở những cái vùng mới thì nó trắc trở về cái vấn đề công việc làm, nó hơi xa hơn một chút xíu cho nên không có muốn đi. Nhưng nếu mà sống lâu rồi đó, quen rồi đó, công việc nó tốt rồi đó, chọn lựa ở những cái vùng mới, mẫu nhà mới nó rất là ok, nhà nó hiện đại mà nó ưng ý, nó vừa lòng, mà thậm chí nó giá rẻ hơn những cái vùng cũ nữa. Những cái vùng cũ như trước đây mình đi quay, thứ nhất là mình đi quay mà chia sẻ cho mọi người ở trên đường đi rồi đó, những cái vùng đó, những cái nhà cũ mà mình thấy nó khá cũ, có nhà có tuổi cả trăm tuổi mà lại rất là mắc, thậm chí 800 hay là 1 triệu một cái căn nhà. Lúc đó thì nhà chỉ có 3 phòng thôi chứ không phải là nhà 4 phòng như bây giờ. Và cái kiểu thiết kế của họ ngày xưa đó là có nhà cất cao lên ở dưới rất là lạnh. Còn bây giờ thì các bạn thấy rồi, những cái căn nhà mà mình chia sẻ cho mọi người bây giờ là nhà rất là hiện đại, mẫu mã rất là mới, rất là đẹp luôn. Và có một điều á, có một người bạn của mình họ có xem những cái video clip mình quay nhà ở bên này, họ cũng có nói như thế này: những cái mẫu nhà ở bên Úc này có nhiều công ty ở bên Úc này đặt hàng, những nhà thiết kế, những người hợp tác làm việc với lại ở Việt Nam, những kỹ sư, những kiến trúc sư, những thiết kế ở Việt Nam họ design theo cái phong cách, theo cái hợp tác của bên Úc, đó là những người Việt Nam làm, bởi vì Việt Nam làm thì lương thấp hơn ở bên này. Ví dụ như là một người design về nhà bên này có thể một tháng họ tới 10 ngàn hay mười mấy ngàn một tháng, thì ở Việt Nam mười mấy ngàn đó có thể chia ra làm 3 người, các bạn thấy không, làm 3-4 người ở Việt Nam làm cái năng lượng của nó nhiều hơn nữa, đúng không? Sản xuất cái nó cái thành phẩm của nó cao hơn mà chất lượng thì bằng nhau. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, những căn nhà khác. Hẹn gặp lại, bye bye.